Sáng 16 tháng 11, Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều đã tổ chức bàn giao hai ngôi nhà tình thương cho hai hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Các hộ nghèo được bàn giao nhà là hộ bà Hoàng Thị Say, thôn Quán Vuông, xã Bình Khê và bà Hoàng Thị Tào, thôn Bến Vuông, xã Bình Khê. Cả hai hộ đều là người dân tộc Tày. Mỗi ngôi nhà có diện tích 50m², tổng kinh phí xây dựng từ 70 đến 100 triệu đồng trên một nhà. Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều hỗ trợ mỗi gia đình là 50 triệu đồng. Thấy là phấn khởi lắm, bây giờ được cấp trên với lại vật các ban ngành thì làm để cho cái nhà của bà đẹp như thế. Đây là 2/5 ngôi nhà được Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã hỗ trợ xây dựng và bàn giao cho các hộ nghèo trên địa bàn thị xã trong năm 2018. Từ nay đến cuối năm 2018, 3 ngôi nhà còn lại sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã bàn giao cho hộ nghèo. Trong những năm qua, xác định tham gia công tác an sinh xã hội cũng là góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều lại có phương thức cách làm khác nhau để sẻ chia khó khăn, chung sức vì cộng đồng như tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương. Sau khi mà thị xã Đông Triều có một kế hoạch để triển khai cái việc là quyên góp ủng hộ theo cái chuyên đề để xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ dân nghèo đặc biệt khó khăn, thì chúng tôi là cộng đồng doanh nghiệp Đông Triều ngay lập tức là vào cuộc ngay, và chúng tôi tổ chức quyên góp ủng hộ rất nhanh, chỉ sau một cái thời gian 2 tháng là chúng tôi đã hoàn toàn thực hiện được xong cái kế hoạch của thị xã. Cụ thể là chúng tôi quyên góp ủng hộ được 5 căn nhà đến thời gian này, và tiếp theo đó nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với thị xã Đông Triều để làm tiếp cái việc là ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình mà đặc biệt khó khăn trong địa bàn thị xã Đông Triều. Chương trình giảm nghèo năm nay thì phải nói là cũng có lẽ cũng là một trong những năm mà tạo ra được cái dấu ấn hết sức quan trọng. Đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cái cơ quan ban ngành đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp, đấy, công an thị xã, rồi là ban chỉ huy quân sự thị xã, thế rồi là hội chữ thập đỏ đấy, của thị xã và các xã phường. Cho nên chính vì thế cho chúng ta mới làm được cái số nhà nó lớn như vậy. Năm 2018 thì chúng ta đã triển khai được trên 30 nhà ở cho hộ nghèo, người khuyết tật. Đấy, trong đó thì có 6 hộ nghèo người dân tộc đã được hỗ trợ xây sửa nhà, và chỉ tiêu trong 5 năm ấy là chúng ta phấn đấu xây dựng 50 nhà, nhưng mà riêng năm 2018 này đã có trên 30 nhà rồi. Việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Đông Triều đang là một trong những việc làm mang lại nhiều ý nghĩa, góp phần giúp cho các gia đình an cư, ổn định cuộc sống.